Xin chào các bạn. Trong video này, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong không gian UFDF bằng máy tính Casio. Để tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau D và D'7 trong không gian, thì việc đầu tiên các bạn cần phải xác định cho thầy là đường thẳng D đi qua một cái điểm M và có vector chỉ phương là U. Đường thẳng D' đi qua điểm M' và có vector chỉ phương là U'. Thì khi đó khoảng cách giữa hai đường thẳng U và U' được tính bởi công thức sau. Tắc sẽ bằng, ở trên này là trị tuyệt đối của tức hỗn tạp giữa hai vector tích có hướng U và U' và vector M'. Dưới này là độ dài của vector tích có hướng U và U'. Thì trong bài này đường thẳng D sẽ có vector chỉ phương là 2, 3, 2. Các bạn nhớ khi mà người ta cho mình phương trình đường thẳng ở dạng chính tắc thì vector chỉ phương là nằm ở dưới mẫu, điểm đi qua là cái hệ số đứng ở phía sau x, y, z, và các bạn nhớ là chúng ta cần phải đổi dấu của ba hệ số này. Như vậy mình sẽ được điểm đi qua có tọa độ (-1, -1) và (1), (m, -1, -1). Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm được đường thẳng D' có một vector chỉ phương U' là 2, 1, 1 và đi qua điểm M' có tọa độ (1, -2, 3). Bây giờ để áp dụng được công thức này, chúng ta cần phải tính được vector MM'. Thì trong bài này sẽ tính được vector MM' có tọa độ là 2, -1, 2. Khi mà các bạn đã xác định xong được các dữ kiện, thì việc còn lại là chúng ta sẽ bấm máy tính và việc thực hiện trên máy tính như sau. Các bạn bấm cho thầy menu. Vector là số 5. Bây giờ mình sẽ nhập vector A. Kích thước là 3. Thì ở đây thầy sẽ xem vector A chính là vector U, cho nên thầy sẽ nhập 232. Thầy tạo vector B. Vector B bây giờ chính là vector U' 211 và tiếp tục tạo vector C. Vector C chính là vector MM' có tọa độ 2, -1, 2. Công thức này nó sẽ là trị tuyệt đối. Bây giờ trị tuyệt đối thì các bạn cứ bấm với thầy là Shift, trị tuyệt đối nó hiện ra cái chữ AVS. Bây giờ ngay chỗ này chúng ta cần phải có tích có hướng của vector U và U'. Như vậy hồi nãy thầy đã nhập vector U là vector A. Vậy ở đây thầy sẽ là vector A. Bây giờ tích có hướng thì các em nhập dấu nhân này, nhân cho vector B là số 4. Sau đó mình đóng ngoặc lại. Như vậy nếu như ở đây đóng ngoặc thì phía trước này đã có một cái dấu mở ngoặc. Rồi bây giờ mình sẽ nhân vô hướng cho vector MM'. Thì trên máy này nhân vô hướng là nằm ở trong cái phím Option. Các bạn bấm số 2. Thì tích này chính là tích vô hướng. Như vậy nhớ thầy là nếu mà dấu chấm thì nó là tích vô hướng. Còn nếu mà dấu nhân thông thường thì nó chính là tích có hướng. Bây giờ vector MM' lúc nãy thầy nhập là vector C. Vector C chính là số 5. Rồi sau đó chúng ta đóng ngoặc lại. Mình sẽ chia cho độ dài của vector tích có hướng U và U'. Thì vậy độ dài của vector mình lại bấm tiếp tục là AVS. Vector U và U' tức là vector A nhân cho vector B. Vậy thầy sẽ nhập ở đây là vector A nhân cho vector B. Rồi sau đó các em đóng ngoặc lại. Và mình bằng thôi. 1,7457. Bây giờ mình sẽ để máy tính như thế này và mình kiểm tra các cái đáp án luôn. Thầy kiểm tra đáp án A 4 căn 21 trên 21 không bằng. Đáp án B 22 căn 21 trên 21, 4,8 là cũng không được. Đáp án C 8 căn 21 trên 21. Đây, như vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C 8 căn 21 trên 21.